Tụi mình thêm trang thị thứ ra này. Hello nha. Và chào mọi người quay trở lại với channel của sự giới. Tướng mang thêm trang bị tối đa 2.000 đô này, 2.000 ban đô này. Ôi rồi, tướng mang thêm trang bị tối đa. Hay dạo này các bạn ấy nhiều đình dị quá à. Đòn đỡ đòn là không dị nhỉ, có cái quả hình tám đấu sĩ dị vãi trên trường ạ. Ôi nhìn cái đánh thú của anh em ấy, nhìn biết đấy, chắc đánh thú luôn ấy, không cần suy nghĩ luôn ấy. Không có tướng gì ngon nên mình sẽ bán hết đi mà. Hẹn gặp lại các bạn sau chuỗi thua nhé. Quả đỡ đòn hay ấy, không làm mình thử hình sáu đỡ đòn xem sao nhé. A few moments later. Hỏi em. Và đây mình sau chữ thua. Thật sự không hiểu tại sao nhưng mà dạo này anh em đánh chữ thua ít thật sự. Anh em ai cũng 4-5 tướng thế này, xong rồi cứ vả mình với bạn là bạn này xuống đáy bảo xếp hạng luôn anh em. 76-77. Bạn ấy toàn 89 tầm mấy. Nhà trông cũng vẻ cũng khá gắt anh em. Trận nào cũng cứ như kiểu phải dãy ruộng từ đáy đi lên ấy. Khổ lắm anh. Này cho con floor nhé. Nghe nếu có giáp bổ mệnh thì chắc mình đánh thú thôi. Giáp bổ mệnh này còn cái chế độ mà 4 trang bị nữa thì thú chắc luôn. Nhìn thấy bài thú ấy, không thấy bài gì khác luôn ấy. Thế nhìn lên luôn nhé, không chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ con này đi. Chắc mình muốn chơi món tu len nữa. Voi chắc thôi nhỉ. Giữ lại là vui thôi nhưng mà chờ lại đi về trong nỗi nhớ. Flo xin luôn nè, Flo xin luôn nè, sợ quá nhỉ. Còn cái Flo xin luôn này cầm ngập cái liềm mình đi em. Muốn em quay về đây. Voi em. Giấc mơ thôi còn bay. Vuốt ve nhiều lên trái tim này mà lòng đâu có thấy. Bụp. Xuyên được phải. Còn một cái liềm đúng không? Ủa, mất liềm này. Xuyên được không? Ok, một bạn này. Chắc không xuyên hai bạn đâu. Không sao anh em ơi. Thua 4. Hai đồ vật lý luôn nhỉ? Không phải đánh cái Yon nhỉ? Hay kết cũng được ta. Một Yon này. Mỗi một Yon thôi, bình tĩnh nhá. Chờ thêm một chút nhá anh em nhé. Chờ thêm một chút được. Zil, Rat. Bánh xe quay thời gian. Thua thêm trận nữa được anh em ơi. Mình sẽ chờ đồ nhá, xem xỉu ra hay kết hay là ra cái đồ vật lý kia xong rồi lấy phút hung tàn hay lấy cái gì cho con. Hay thôi nhỉ, lấy cái hay kết nhỉ, hay kết cũng khá là ngon. Hay kết mình có thể đánh thên, đánh ma lốc, đánh gì đấy, đánh thích đánh gì cũng được. Thua trận này ngon hơn này nhưng mà chắc thắng rồi. Rồi, voi chắc thôi nhỉ, voi đến một con cho vui rồi. Yon này, ok, có Yon này nhá. Thú không? À đánh lấy vút không tàn không? Yon 16 con đánh được anh em ơi. No man. Đi với em ơi. Chuỗi thắng rồi không? Xin cái đồ vút không tàn nhá. Đấy bảo gì cha đấy mà anh em, bảo mình muốn đồ gì mình xin mình ra được đồ đấy mà. Gì đâu rồi. Flo xiên, còn liền. Thế nhiều rác thế. View tuy đẹp nào. Rồi xấu thế à. Mất cái chuỗi thắng rồi.
Faron. Thua một trận nữa rồi nhỉ. Các mình bán hết luôn rồi. Bán thần thì suy nghĩ anh em ơi. Bán thần Noman suy nghĩ nếu mà mình thích mình xoay lại được. Con này có liềm nốt à. Lo mình không nhân đôi đam này. Mất cái chuỗi thua rồi. Biết sao được rồi, Yon đẹp lắm. Vio đấy. Trong cái kỳ mà dùng tạm được. Yon. Ít thì cho con Yon thêm hai đồ này nữa, thêm một tí 80 công vật lý này với cả con này là 160 công vật lý. Nhiều công vật lý phết đấy. Sấy ra nhiều. Sấy thưởng ngon. Úi trời ơi, thú chắc luôn. Thú chắc luôn mà. Chỉ món thánh đồ ấy. Cần con thánh đồ đó anh em. Thánh Yon à? Yon thì mình có thể đánh gì được nhỉ? Yon thì mình có thể là làm gì được nhỉ? Từ trách thương phát nhé. Ngoài thương nữa không? Yon thì mình có thể kẹp hai con Yon này, hai thánh đồ này. Hoặc là mình chưa làm thử cái trò 4 thánh đồ nhỉ? 4 thánh đồ kẹp với cả 6 thú nhỉ? Mày cũng quyến rũ ấy chứ. Còn nếu mà có một thẻ thánh đồ, một thẻ thú, một thẻ ma tộc gì đó thì mình sẽ xoay sang ma tộc hoặc là xoay sang ma tộc thôi. Không có gì. Sấy một phát là được, không được. 4 thánh đồ đánh gì nhỉ? Seniel, Yon, Quy, Zina. Ê, nghe cũng hay chứ. Nghe cũng quyến rũ chứ. Thương nhá. Có gì phải suy nghĩ cả. Truy hồn cũng được nhưng mà thôi. Thương. Peo này, xin muốn peo đi. Lo. Một phát rôn. Quên lấy cái thánh đồ kia cũng được. Tạm thánh đồ lấy một tạm thánh đồ cũng được. Lo xuống đáy này. Sao anh em ơi, mỗi mình có thương thì mình sẽ làm bố đấy. Godfather. Teo Quincy. Teo Quincy cho Quincy cầm cái thương cũng được. Xong rồi cho con Teo bắn sấy một phát. Ngon ta. Nhưng mà con Floor này cũng đang có Choi cũng ok ta. Ok ta. Nên lấy truy hồn không nhỉ? Teo đấy nên lấy truy hồn không nhỉ? Trông. Ê, lúc nào mình chơi cũng cảm giác như sắp thua ấy. Không biết được sao. Hơi lo nhỉ. Hay lên Chrissy 2 cho đỡ lo nhỉ. Sao? Rồi cho 1 cũng hơi yếu ấy. Nhiều con Noman 2 quá, nhiều con Floor 2 quá em ấy. Teo ốc này đẹp này, teo một phát sấy đẹp này. Hơi đẹp này. Sao chết nhiều tướng mà được rồi. Floor này cống hiến cho đất nước quá nhở.
chịu luôn. Ground control, we have ignition. Thế này cần đi bán đi nhé. I will see my destiny to the end. I will see the thrill of. Floor teo có vẻ đẹp này, hơi hơi đẹp. Còn cho QC vào đúng đắn hơn. Lắc bằng mấy bảo rồi hơi trôn, cho floor 1 mà hơi trôn. Rồi, xem chờ vòng 15, 16 ra cái thẻ ma tộc thẻ gì không nhá. Có một bạn đấy nhờ mình làm Yon ma tộc mà đến bây giờ mình vẫn chưa được làm anh em. Muốn làm trận Yon ma tộc phết nhưng mà vẫn chưa được trận nào. Yon ma tộc. Chắc mong trận này nó làm được thì làm được. Right, NPC. Đợi đi nha em ơi, vội rồi. Thiếu gì nhỉ? Thiếu con thú kia không? Con thú quèn ở dưới mới. Bắt được rồi, bắt được con nắc bên kia kìa. Bắt nắc không? What is my target? Nào cái thẻ gì đây anh em ơi, cần một cái thẻ gì đó, nếu mà có thẻ gì đó là rất là ngon này. Giòn mà tục thật anh em ơi. Giòn ma tục thật à? Nó nhở. Chết sợ rồi. cái này đi. Lấy đi. Ma lốc đâu? Xong rồi pha xong cho ma lốc đồ luôn nhé. Là có xuống đây, teo. Để tìm Yon 2 phát nhỉ em nhỉ? Mình cứ là tìm Yon 2 phát. Yon 13 con. Xảy đốt con Nacod này. Thấy được nhiều phết này. Không ngờ thấy được nhiều thế đâu. Này sống được à? Ngon. Good job em. Good job em. Cứ tưởng nhé, pha này mình phải xấy đặt đào lại một tí gì nhé. Không ai có thương không? Đang nào tí này. Này thôi. Bắt được con nắc này, chờ con nắc này nãy giờ anh em ơi. Chờ con nắc này hơi lâu đấy. Yon ma tộc. Ê sao chưa lên Yon 2 rồi nhỉ? Vấn đề thắc mắc của mình chưa lên Yon 2 sao thế nhỉ? Chrissy này cần nữa không? Hay một tướng nữa thì có thể cần, nhưng mà cũng không cần. Teo cũng không cần Teo 2 đâu. Không cần, đang quá.
sẽ đi tìm những cái con mình cần thôi anh em. Đây rồi, mãi mới thấy. Rồi ok, chắc là tầm này mình sẽ yên tâm lên lên gì đấy anh em. Sẽ yên tâm lên 9 rồi đấy. À phải cố gắng tìm một con thú cuối cùng nhá. Mình đang không ghim thú, mình ghim con thú này cho nó dễ nhìn. Nhiều lúc mình cũng hay quên mua đấy. Rồi, mình bị ăn choáng. Rồi, bên kia ma lốc. À, bên kia có thên. Rồi, con thên cũng ghê gớm đấy. Cũng sợ hãi đấy. Kinh quá, lâu lắm được trận yon ma tộc anh em ơi. Nhưng mà có sống đến lúc đấy không thì cũng là một cái vấn đề nữa. Bạn ấy chắc bị in và đi rồi. Sống đến lúc mà mình chơi được cái sức mạnh tối đa của yon ma tộc không anh em. Mình còn đang phải chờ một con Helen nữa. Helen mình đâu ấy nhỉ? Helen mình đâu ấy nhỉ? Helen mình đâu ấy nhỉ? Ờ, không cần keo nữa đâu nhỉ? Mà thôi, mua thêm một con nữa. Thêm con, thêm một PC nữa. Tùy. Kiếm một Helen phát nhá anh em nhé. Cần nhất là con Helen bên này. Helen mình bỏ con teo đi thay con Helen với con Bunch Doom này vào. Hay mốt máu chắc vẫn sống được hay xui, nhưng mà trừ khi một phát vả đau đớn vãi trưởng ra thì chắc cũng không có trường hợp nào mà gây gớm hơn thế được. Búp mana búp máu teo teo được định không kỳ, cũng hơi kỳ nhưng mà không sao. Teo không định lên 2 đâu, chọn chơi teo và bạn này chơi teo đi, tạo thêm đối thủ cạnh tranh đi anh em. Luôn không anh? À không đủ tiền. Chi hồn. Ôi còn thế này nữa. Mới đi. Ok, bà già gì đây? À hết vị trí anh em ơi. Mới đi lìm này cho con đi mà lốc đi. Sợ gì. Vẫn không ai có thương này. Bắt con rồng. Có con rồng ở đây. À, lại đẩy sang góc này à? Không sao góc này được em ơi, quy đỡ. Đấm đôi này. Mà lốc nhảy này. Uy tí liền anh em ơi, uy tí liền. Hai vòng nữa mình lên nhá, trong hai vòng nữa mình lên cho chiêu chiêu đi. Một vòng lên đã hơi vội. Hai vòng nữa mình lên cho hai con thú vào, thay con teo. Hay lên luôn nhỉ, lên luôn có sợ không? Hay lên luôn cho đỡ sợ. Hai vòng nữa cho nó số đẹp. Mình cứ bị OCD ý anh em, kiểu nó bị thừa hai vàng ra mình nhìn rất là ghét. Hai vàng ấy thì làm rất nhiều điều. Uy đấm luôn này, uy tín đó nhờ. Uy tín là 40 vàng lên hai vòng. Hay một vòng nhỉ, hay lên luôn nhỉ. Muốn lắm. Hai vòng anh em ơi, hai vòng đi. Không vội đâu, xong rồi mình cho con này vào thôi. Rồng đi, bắt được con rồng bên này này, bắt được con rồng bên này rồi, con nắc này không ấy được luôn. Con nắc này không đi đâu được luôn. Con thên này hơi lo. Mà chắc không sao đâu em ơi, chơi được. Con cát à, con cát thì làm gì đâu, con cát thì thoải mái đi. Nên con cát mình cho 15 con, ok đủ má đi xuống đây rồi. Trời vẫn đáng sợ thế nhỉ. Này thì con cát mà. Hơi ít tanh bên này nhỉ, đấy một con tanh nào đấy bên này không có con cát nào. Mà lốc bay xuống mất rồi, quy bay xuống mất rồi, con quét nó đứng quét. Thêm con quét đứng ở góc bên này đi. Cho nó thêm tanh nha mày. Cho thêm tanh góc đấy tí. Nhưng mà đấy là chuyện lúc sau nhá anh em, bây giờ mình phải lên từ này tướng ạ. Mình sẽ muốn con Fred đứng đây đi. Này đứng đây đi. Này đứng đây. Đây đi. Yong. Eo.
Uy mình có khả năng nó sẽ không, nhiều lúc nó không bay được đâu. Nhưng mà không sao cả. Quỷ chan à. Ninh 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 ninh. Liềm. Yon ba đầu rồi. Cái này là chờ hơn Volcat nữa thôi. Quỷ vẫn bay được này. Red vẫn nộ được không? Phẫn nộ liền, phẫn nộ liền. Thền của chúng tôi này. Khỏe em nghe em kém. Trận này Malop vẫn đang gánh quá nhỉ. Yon vẫn chưa lên Yon 3, chưa gánh được. Cố gắng tí em ơi. Malop sắp Malop 3 này. Xem Malop 3 hay là Yon 3 khỏe hơn nhé. Để xem nhé. Giá thẻ ma tộc may thật. May 6 máu thôi đi không. Xích đi. Cứ si không để làm gì mà luôn. Hai vàng mình bán một hai con đi được. Muốn con quy này mình chui vào đâu nhỉ? Chui vào đây là vừa này. Bắt đây bắt con rồng này. Các bạn không chạy rồng nữa mình. Narcot chui vào giữa mình muốn đẩy nó này. Toàn Narcot chui giữa mà anh em, còn con Narcot này chui bên này bắt được con rồng này. Con Crest mình chết hơi sớm. Mình chết hơi sớm. Đi luôn. Hai vàng, ok, bạn này đi không? Bạn này đi nữa thì mình chỉ còn gặp một bạn nữa thôi, mình cho đỡ áp lực. Bạn này đi à? Ok luôn. Bạn nào đi? Bạn này chưa đi. Sắp đi. Yon, 13 con, mình cần thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 con nữa. 5 con Yon và 3 con Malok à? Lên được anh em ơi. Eco là lên được. Ôi. Càng đánh càng sung, càng đánh càng sung. Cắt này. Lấy hết đi. Lấy hết đi. Wow. Cái này con quy đi. Quy cho con cắt đi. Crack đến đây đi. Ăn đun đi. Trông hơi kỳ đi nhưng mà không sao anh em ơi. Thêm một tướng nữa cho mình thêm một con Vera thôi. Nên chắc cũng không thêm tướng nữa đâu. Mình nghĩ chả thêm tướng nữa làm gì. Cái thứ nữa này cũng chả có ý nghĩa gì. Em có sát thủ không? Trợ thủ, thủ vệ ra. Em có voi không? Chả làm gì lắm nhỉ. Thêm này sao? Có thêm Vera nhé, ma tộc này. Nào anh em ơi, mình rất cần một pha ngoạn mục nào. Nhiều nhiều tướng, nhiều đồ nào. Rồi, không có gì rồi. Hết thôi anh em ơi. Nhiều tướng nhiều đồ nào, mua được cái gì thì mua nhá. Không có gì rồi. Con cát xin sách thánh. Thôi rồi, thế này trận đấu cũng phải kết thúc rồi đấy anh em. Nhưng mà mình không để con Yon 3 à. Bắt được con rồng này. Rồng này thổi lệch này. Ôi. Anh này cố ý. Quy này kệ đi anh em ơi. Quy đứng ở góc này đi. Quy không cần. Mà lớp 3. Ui dồi ôi. Yon vẫn nhiều đam hơn. Yon ma tộc này. Thôi mình vào 2 nữa rồi. Chết rồi. Một con này. Hai con này. Ba con. Gần được Yon 3 anh em ơi, kệ lắp anh ra Yon 3 đi, kệ không ai biết được. À, đó anh em ơi, trận Yon ma tộc của mình. Lên này Yon 3 hơi tiếc, à, không sao. À, mình đến đây kết thúc rồi, thì kênh thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye. Oh wait, check it out. Chứ đi được Yon 3.